với kênh Mr. Zero bóng đá Phú Nhuận. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Những thủ môn trong bóng đá thường gắn liền với những pha bay người cản phá bằng đôi tay rắn chắc uyển chuyển của mình. Tuy nhiên, khán giả cũng đã không ít lần được chứng kiến những siêu phẩm từ chối bàn thắng của những người gác đền mà không cần dùng đến tay. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những tình huống truy cản đẳng cấp của các thủ môn bằng các bộ phận khác nhau trên cơ thể, ngoại trừ tay ra nhé. Sự xuất sắc của Manuel Neuer với đôi tay vàng trong làn cản phá đã là thứ khiến cho bất kỳ tiền đạo đối phương nào cũng cảm thấy e dè khi đối đầu. Ấy vậy mà thủ môn người Đức còn là một kho tàng với những tuyệt chiêu phá bóng bằng chân hay kể cả là bằng đầu, như pha băng ra đầy quen thuộc và dùng thiết đầu công để từ chối một cơ hội đối mặt 10-10 như thế này đã là một món đặc sản mang thương hiệu riêng của nhà vô địch Champions League mùa vừa qua. Nói đến những thủ môn có kỹ năng cản phá bóng bằng chân tuyệt đỉnh, không thể bỏ qua cái tên David De Gea. Gánh team một thời của Manchester United đã không ít lần cứu nguy cho Quỷ Đỏ bằng những pha ra chân nhanh như điện để từ chối trực tiếp một bàn thắng dành cho đối thủ. Như cú cản bóng quá nhanh quá nguy hiểm này trong trận thư hùng nảy lửa với Liverpool đã cho thấy tầm quan trọng của thủ môn người Tây Ban Nha là vẫn rất rõ rệt tại Old Trafford. Một combo cản phá bóng ảo diệu không hề nhẹ, khi đối thủ chỉ còn đứng trước khung thành của mình tầm 2-3 bước chân, anh ta tung một cú sút trái phá. Ấy thế mà chàng thủ môn này vẫn hùng dũng giơ bộ ngực săn chắc của mình ra để bảo vệ mảnh lưới. Thậm chí đến cú sút bồi thứ hai ngay sau đó, gã tiền đạo kia cũng chẳng thể thắng nổi cái đầu theo đúng nghĩa đen của người gác đền đầy quả cảm này. 10 điểm tuyệt đối trong tình huống này cho thủ môn. Ai bảo rằng chủ tịch Abramovich chi tới 80 củ ra để mang Kepa Arrizabalaga về chỉ để làm chiến lược gia trá hình tại Chelsea. Ngoài những lúc ngáo ngơ và bực móc bằng vai phải lứa với các huấn luyện viên trưởng, thì thủ thành người Tây Ban Nha này cũng có những khoảnh khắc sắm vai người hùng cho riêng mình. Tiêu biểu là pha cản penalty vi diệu này của Kepa đã trực tiếp giúp Chelsea giành được tấm vé chơi trận chung kết Europa League 2019. Rồi sau đó xưng vương luôn tại đấu trường danh giá thứ hai tại châu Âu cấp câu lạc bộ này. Hãy thử tưởng tượng nếu như pha thoát súng thông minh và dứt điểm gọn gàng này của Robben đi vào lưới, chắc hẳn kẻ dương cao chiếc cúp vàng tại World Cup 2010 sẽ là đội tuyển Hà Lan chứ chẳng phải là chú bò tót Tây Ban Nha. Nhưng mọi thứ không phải là mơ với các cổ động viên mang trong mình hương sắc của những bông hoa tulip rạng người, bởi cái chân của thủ thành kỳ cựu Iker Casillas đã cản phá tất cả mọi con đường đến với chức vô địch thế giới lần đầu tiên của Hà Lan, đồng thời tạo ra thống trị tuyệt đối cho đất nước xứ sở đấu bò tại thời điểm đó với thứ chiến thuật tiki-taka mê đắm lòng người. We'll be right back.
Nếu như phải tìm ra một người kế thừa những di sản mà thủ thành David Seaman để lại ở Arsenal, chắc Jens Lehmann sẽ là cái tên được các cổ động viên pháo thủ sướng lên nhiều nhất. Hãy nhìn cách thủ thành người Đức giơ cả mặt ra để đỡ cú rocket của Cristiano Ronaldo ở cự ly rất gần khung thành như thế này. Làm sao mà chúng ta có thể không công nhận những đóng góp to lớn đó? Nhìn không thôi cũng đã thấy rác hết cả mặt ra luôn rồi, thương anh rất nhiều. Sự dũng cảm cùng cú xoạc chân nuột nà và mượt mà đã giúp Bellerino từ chối một pha ghi bàn 10-10 đến từ vị trí của nghệ sĩ Romelu Lukaku. Quả thực trong khoảng thời gian cả hàng thủ của Arsenal chơi như mơ ngủ, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Đức này thì có lẽ mành lưới của pháo thủ đã trở thành cái rổ đựng bóng cho cả 19 câu lạc bộ còn lại ở Premier League bắn phá. Để nói về Peter Cech, các cổ động viên của Chelsea nói riêng và cả thế giới bóng đá nói chung đều muốn dành từ huyền thoại cho anh. Thành công của đội bóng áo xanh thành London trong kỷ nguyên Premier League làm sao có thể thiếu đóng góp to lớn của thủ thành người Cộng hòa Séc này. Phản xạ nhanh nhạy cũng như sự xuất sắc trong các pha cản phá bằng tay, thậm chí bằng chân của Cech đã in sâu trong tâm trí của người hâm mộ. Ở trong một khoảng cách cực gần và không gian trống trải như thế này mà tiền đạo đội bạn còn không thể xuyên phá mành lưới Chelsea là quá đủ để nói về sự bá đạo của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện đại. Đôi khi trong cuộc sống hay chưa chắc đã bằng hên, ở cú sút penalty này, chàng thủ môn ban đầu đã bị đánh lừa hoàn toàn khi đổ sai hướng, nhưng cái lưng của anh ta thì vẫn hữu dụng khi đã trực tiếp từ chối bàn thắng tưởng như 10-10. Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc có lẽ là động lực để người gác đền bật chế độ gánh tim khi ở hai cú sút bồi sau đó, anh ta đều xuất sắc cản phá bằng những phản xạ xuất thần. Người ta thường không đánh giá cao tốc độ của các thủ môn khi họ ít khi sử dụng bởi đặc thù công việc không di chuyển nhiều. Nhưng khi cần thì những số 1 này cũng cho thấy chúng tôi không ngán đua với bất kỳ ai luôn. Điển hình như pha bắn tốc độ bàn thờ này của chàng thủ thành bên đội bóng áo xanh để cứu nguy cho đội nhà bàn thua trông thấy. Vừa rồi là những pha cứu thua đỉnh cao của các thủ môn khi họ không cần dùng tay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.